Chào mừng quý cô, chú, anh chị và các bạn đã trở lại kênh YouTube của em Hoàng Nhung Hải Dương. Và ngày hôm nay thì em Hoàng Nhung xin gửi tới quý cô, chú, anh chị và các bạn một chiếc xe mang thương hiệu Pensoline. Một thương hiệu rất chi là nổi tiếng, Pensoline với model là Ruby. Chiếc xe này thì có size của hãng là size 48. Xe thì được trang bị bộ group UTGA R6800. Chiếc xe này thì cũng được cửa hàng nhập trực tiếp bên thị trường Nhật về. Thì hôm nay em cũng xin phép được review chi tiết mẫu xe này và báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Bác nào ở gần thì em cũng xin mời các bác ghé qua trực tiếp cửa hàng để xem xe và trải nghiệm. Cửa hàng có địa chỉ tại cửa hàng xe đạp xe điện Sâm Trang, Cổ Dũng, Kim Thành, Hải Dương. Cửa hàng nằm ngay mắt đường quốc lộ 5, rất là dễ lần. Và liên hệ với em qua số điện thoại 0989668195. Số điện thoại em có ghi trên màn hình ạ. Còn bây giờ thì em xin phép được review chi tiết mẫu xe này để cho các bác cùng tham khảo. Bác nào ở xa mà không đến được cửa hàng thì có thể thông qua video đưa ra cho mình một sự lựa chọn. Cửa hàng em thì có ship code toàn quốc, tất cả các đơn hàng em đều bao ship cho các bác nhé. Trước tiên thì em xin phép được đo lại cái phần khung sườn này cho các bác nhìn thực tế ạ. Xe thì có size gióng ngang ở 50 và gióng đứng thì em sẽ đo từ tâm trục lên trên phần cọc yên là 40 các bác nhé. Tất cả những chiếc xe mà về với cửa hàng thì được cửa hàng tuyển chọn cũng rất là kỹ lưỡng rồi, cả hình thức, chất lượng và giá cả, nên là các bác cứ yên tâm mua hàng. Khi các bác mua hàng, em sẽ cung cấp đầy đủ thông tin, hình ảnh, giấy tờ của xe kia ở bên Nhật. Em đảm bảo cho các bác là hàng chuẩn, hàng xịn và hàng chính hãng. Đảm bảo cho các bác là mãi mãi về sau này là hàng chuẩn, xách tay từ Nhật về các bác nhé. Cái phần khung sườn thì nó cũng hơi bị xước và nhưng mà chất thì nó cực chất luôn các bác nhé. Hình thức thì nó không được đẹp lắm ạ. Tem mác đầy đủ các bác nhé. Xe về như nào là em trả các bác như vậy. Có bị lỗi hay bị trầy xước gì em cũng sẽ báo và quay ở trong video để cho các bác được rõ. Phần mặt dưới thì có dán một chút hoa văn các bác nhé. Phanh sau UTGA đồng bộ và nguyên bản theo xe. Vành là vành full chrome. Lốp là lốp Pensoline các bác nhé. Tem mác vẫn đầy đủ và nguyên bản theo xe. Đấy. Cũng rất là đẹp. Trục là trục full chrome các bác nhé. Yên cũng của hãng luôn, Pensoline. Tay quấn thì cũng không bị rách hay bị chảy xước gì các bác nhá. Cái phần tay phanh này có bị chảy một chút ạ. Nhưng mà không sao các bác nhá. Đầu là đầu Pensoline của hãng luôn. Phanh trước Shimano UTGA đồng bộ và nguyên bản theo xe. Và em báo khoảng giá để cho các bác cùng tham khảo. Giá của chiếc xe này là 32 triệu. Cửa hàng em thì có ship code và bao ship cho các bác. Cửa hàng em thì còn rất nhiều những mẫu xe khác nhau, hàng về liên tục. Bác nào mà thích cái dòng xe nào, size số bao nhiêu, khoảng giá bao nhiêu tiền thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho cửa hàng để cửa hàng tư vấn cụ thể hơn cho các bác nhé. Trục là trục full chrome. Tất cả đều đồng bộ và nguyên bản theo xe hết ạ. Một chiếc Pensoline khung sườn carbon các bác nhé. Màu sơn thì cũng rất là đẹp. Xe thì cực chất luôn. Đổi đĩa cũng đồng bộ và nguyên bản theo xe hết các bác nhé. Đề líp UTGA đồng bộ và nguyên bản theo xe.
cọc yên này cũng có một chút chảy xước các bác nhá. Đấy, cũng bị chảy phần da giấy ở ngoài đâu các bác. Nhưng mà không sao, nhưng em cũng phải vẫn phải báo cho các bác biết rõ như vậy ạ. Vâng, vừa rồi em đã quay rất là chi tiết và tổng thể một chiếc Pencilite với màu đen là Ruby. Chiếc xe thì có size của hãng là size 48. Xe thì được trang bị bộ group UTGR 6008. Chất xe thì cực mới nhưng mà hình thức thì cũng không được đẹp lắm vì có vài chỗ bị chảy xước phần da giấy ở ngoài các bác nhé. Bác nào mà thích cái dòng xe này phù hợp với size số của mình, phù hợp với tài chính của mình thì cứ alo cho cửa hàng. Cửa hàng sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các bác. Và em cũng cảm ơn các bác đã xem video của em. Các bác nhớ đăng ký kênh và nút chuông thông báo để cập nhật những mẫu xe mới nhất của cửa hàng và chia sẻ bạn bè giúp em. Em cảm ơn các bác rất là nhiều. Và em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau. Em xin chào các bác ạ.